động rất tốt và đã có được nhiều cơ hội. Rất hay, cố lên! Thank you.
truyền lên cho Trọng Hoàng. Phía bên này là Văn Quyết. Thành Hương cũng đã liền tham gia. Văn Quyết điểm đi. Thành Hương chân trái. Tiếp tục là đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Cú dứt điểm. Bàn thắng đã tới với đội tuyển Việt Nam. Một tuyệt vời. Tuyệt vời. Tiền đạo với Văn Quyết. Một pha xử lý táo bạo. Các tiền vệ trung tâm của Indonesia đã không có được sự áp sát kịp thời với Lê Văn Thắng và để tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẽ. Văn Quyết, những động tác giả quen thuộc của anh. Đường chuyền tốt của Văn Quyết. Tạt bóng. Goal! 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Quá xuất sắc. Người lập công là Vũ Minh Tuấn. Thủ quân của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Không có cơ hội cho thủ môn Andri Tami của Indonesia. Chúng ta cùng theo dõi lại pha dàn xếp này. Một quả dứt điểm với lực mạnh của Vũ Minh Tuấn. Sinh ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Mặc dù là một cú tạt bóng trái kèo và ít giây trước vừa mới bị đau vì chấn thương, nhưng Trọng Hoàng đã đứng dậy rất nhanh